Đậm hộp màu mới cực đẹp của Xbox Series X Fire Vapor với mức giá chỉ từ 1.2 đồng. Rồi chúng ta lại đập hộp một sản phẩm tiếp theo đến từ Xbox Series X. Đây là một cái bảng màu mới mà shop tay cầm vừa mới về các bạn nhé. Cái màu của nó sẽ là màu Fire Vapor, cái màu kiểu dằn di, kiểu màu camo ấy. Thì đây là một cái bảng màu mới sau rất là nhiều những cái màu kiểu dằn di như thế này, kiểu màu Fire, và cái tông màu chính của nó sẽ là màu vàng. Ở đây thì mình có một con Xbox Series X màu trắng nữa, nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng xem là với những cái màu kiểu Fire Vapor rất là mới ra năm 2024 thì nó sẽ có điều gì đặc biệt các bạn nhé. Đây là cái mặt hông này, thì cái chiếc tay cầm này nó sẽ chơi được cho Xbox Series X này, Series S này, Xbox One này, rồi là chơi cho Win, cũng như là có thể kết nối với Android và iOS. Các bạn chơi những cái thiết bị mobile thì vẫn có thể sử dụng được chiếc tay cầm này nhé. Còn đây thì sẽ là hình dáng, cái ngoại hình của con này ở mặt sau nhé. Thì đây là ảnh thôi, tí nữa chúng ta sẽ khui siêu ra là sẽ biết ngay. Còn mặt hông còn lại thì sẽ là cái D-pad và cái analog của nó, cái màu kiểu hơi nâu nâu một chút, tí nữa chúng ta sẽ cùng mở xem nhé. Còn đây thì sẽ là cái đáy ở dưới chiếc tay cầm nhé, và siêu thì nó sẽ ở ngay bên cạnh luôn. Ở đây thì cái số series của tay sẽ nó trùng luôn với cái series ở trong cái chiếc tay cầm luôn anh em nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu khui siêu nhé. Rồi sau khi mà chúng ta khui siêu xong thì đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta, chiếc tay cầm Xbox Series X Fire Vapor, nhìn cực kỳ hầm hố và rất là đặc biệt. Nói gì thì nói thì Xbox vẫn luôn tạo ra cho hệ sinh thái của mình những chiếc tay cầm với ngoại hình rất là đẹp. Và đây là một trong những chiếc tay cầm mình cảm thấy rất ấn tượng về cái màu sắc của nó các bạn nhé. Tay cầm thì mình sẽ để sang một bên này. Ở phía dưới thì Xbox Series X sẽ có thêm cho anh em một cái viên pin 2A các bạn nhé. Cái pin này thì anh em sẽ sử dụng một lần. Với Xbox thì nó sẽ không sử dụng pin liền theo tay như những cái chiếc tay cầm như kiểu PS5 này, nó sẽ có pin liền theo tay. Hay là một chiếc tay cầm với cái ngoại hình rất là giống với Xbox như kiểu Vader 4 bộ đồ phiên bản Assassin mình đang có ở đây, thì con này nó sẽ có pin theo tay liền luôn. Còn với Xbox thì nó vẫn sẽ sử dụng pin rời. Qua rất là nhiều đời tay cầm rồi thì Xbox vẫn luôn thiết kế kiểu như vậy. Pin rời của Xbox thì đôi khi nó cũng có những cái điểm hạn chế, nhưng cũng có những cái điểm mạnh. Điểm mạnh là anh em sẽ thay pin liên tục và có thể sử dụng chơi 24/24, cũng không cần quan tâm gì về pin. Quan trọng các bạn có cái pin sạc rời hoặc là một bộ pin sạc của bên thứ ba này, các bạn cũng chơi rất là thoải mái. Ở phía dưới này thì sẽ hết rồi các bạn nhé. Phía dưới thì nó sẽ có cho anh em một vài những sách hướng dẫn sử dụng thôi. Ngoài ra thì khi anh em mua tay cầm tại shop tay cầm ấy, thì sẽ kèm luôn một combo, đó là dây cáp và bọc cần để anh em có thể về sử dụng đầy đủ chiếc Xbox Series X này nha. Và có rất nhiều anh em hỏi giá của những cái sản phẩm trong những cái video mà mình review ấy, thì có thể là giá nó có thể thay đổi theo thời gian tùy vào những chương trình khuyến mại của chiếc tay cầm đó nữa. Thì với Xbox Series X phiên bản Fire Vapor này thì cái giá liêm yết đâu đó đang là khoảng 1.4-1.5 củ gì đó các bạn nhé. Nhưng trong cái thời điểm đầu tiên khi mà mẫu sản phẩm này mới về thì shop đang khuyến mại sale giảm giá chỉ còn đâu đó khoảng 2 củ thôi anh em ạ. Một mức giá cực kỳ tốt dành cho Xbox Series X phiên bản Fire Vapor. Nhìn vào ngoại hình thì với một chiếc tay cầm Xbox Series X phiên bản màu trắng, ngày xưa nó cũng ra mắt cách đây cũng rất là lâu rồi, những năm cũng khoảng tầm 6-7 năm, cái bố cục của một chiếc tay cầm thì anh em có thể nhìn thấy nó y hệt nhau nhé. Nó sẽ không có những cái sự update mới cứng như kiểu con Farizi Vader 4 model này. Con này có đời 3, đời 4 các thứ, nó nâng cấp rất là nhiều, có thể điều chỉnh độ lặng nhẹ các thứ, rồi là chiếc Glock có thêm cả phím macro để anh em có thể điều chỉnh FD. Nhưng với hệ sinh thái chiếc tay cầm của Xbox thì nó cũng chưa có update về những công nghệ như vậy, nó vẫn sẽ là như thế thôi, vẫn sẽ là một chiếc tay cầm ngoại hình y hệt như vậy, kết cấu y hệt, chỉ khác đi là bổ sung thêm những cái màu sắc vào nữa mà thôi. Thì đây là một cái màu Fire Vapor thì mình cũng thấy rất là đẹp, màu tông chủ đạo là màu da cam, và cũng nhấn thêm một cái điểm kiểu như màu dằn di vào đây nữa. Có nhiều anh em thích những cái màu kiểu rực rỡ, những anh em thích kiểu mệnh hỏa, thì mình nghĩ đây cũng là một cái form màu rất là đẹp, rất là đặc biệt để anh em có thể trang trí cái góc làm việc của mình, góc gaming của mình nhé. Ở đây thì cái nắp pin thì có thể tháo ra tháo vào, anh em có thể dùng pin 2A để tặng kèm để chơi không dây. Còn nếu như mà anh em chơi kiểu có dây thôi ý, thì các bạn cũng không cần quan tâm gì về pin đâu. Các bạn cứ lấy cái dây cáp Type-C mà shop tặng kèm, sau đó là anh em sẽ cắm cái dây cáp này vào trên PC và laptop là anh em sẽ sử dụng được ngay nhé. Với Xbox Series X thì rất là đơn giản, cắm vào là anh em sử dụng được ngay thôi. Chơi có dây thì các bạn sẽ không cần quan tâm gì về pin. Còn nếu như mà chơi không dây thì các bạn mới quan tâm về vấn đề pin nhé. Logo thì Xbox nó sẽ sáng lên như thế này. Ở dưới này thì nó sẽ có một cổng tai nghe 3.5 để anh em có thể cắm vào đây để có thể nghe tai nghe luôn này. Rồi đây sẽ là một cái cổng để chân sạc, chân của đốc sạc này.
này. Đó, nói chung thì cái thiết kế sau rất là nhiều năm tháng nó cũng không thay đổi gì cả. So với phiên bản basic màu trắng thì gần như nó giống nhau. Tuy nhiên thì có một vài những cái điểm khác các bạn nhé. Về cái chất liệu ở cái phần nhám này này. Cái phần nhám này thì ở đây nó sẽ có bo cho anh em một cái lớp kiểu da ấy. Nhìn cảm giác cầm nó sẽ sướng hơn với phiên bản màu trắng basic bình thường nhé. Trắng basic bình thường ấy thì nó sẽ tuột như thế này. Chỉ có một chút gai gai để chống va mồ hôi ở đây thôi. Tuy nhiên ở đây thì vẫn có gai ở đây, vẫn có màu sắc ở đây. Ở chỗ này nó sẽ có thêm cho anh em một lớp da. Cảm giác nó sẽ cao cấp và cầm bấm nhìn nó xuống tay hơn rất là nhiều nhá. Đó, tì tay thường ở cái vị trí này thì ở đây nó sẽ êm hơn rất nhiều. Khi mà chúng ta có một cái giải kiểu da như thế này nhá. Đó, rất là êm luôn. Rất là êm, rất là mềm mại. Còn với phiên bản màu trắng thì nó sẽ không có. Nên là các bạn sẽ bấm nó sẽ trơn tuột như thế này. Nên để mà nói về cái cảm giác bấm thì cái phiên bản như kiểu Fire Vapor Special này thì cái độ hoàn thiện nó sẽ nhỉnh hơn so với phiên bản thường một chút các bạn nhé. Thì với những cái chiếc tay cầm của Xbox Series X này thì mình cũng nghĩ là cũng không cần review quá nhiều đâu. Nó cũng rất là giống với những phiên bản cũ, chỉ khác nhau là về màu thôi. Mình cũng không biết là bao giờ thì Xbox nó sẽ ra cái phiên bản Xbox đời mới đây. Mình cũng rất là mong chờ cái thế hệ tay cầm mới của nhà Xbox khi mà những cái hãng khác như kiểu Fantasy đang có những sự nâng cấp, có những sự đổi mới về công nghệ rất nhanh trong những năm gần đây. Như kiểu đây là một con Vader 4 Pro rất là đẹp, giá thì nó cũng gọi là xem cũng tương đối giống với Xbox thôi, nhưng nó có nhiều thứ hay ho hơn, nhiều thứ để anh em vọc vạch hơn nhé. Thì mình đứng ở đây nhìn cho anh em qua về Xbox Series X phiên bản Fire Vapor và con Assassin. Nói chung thì mỗi người mỗi ý. Thì về ngoại hình thì Assassin này cũng rất đẹp, một chiếc tay cầm của Fantasy. Và Xbox Series X phiên bản Fire Vapor này đang bán tại shop tay cầm với giá đâu đó chỉ khoảng củ 2 thôi. Anh em nào ở Hà Nội thì có thể ghé qua trực tiếp shop tay cầm để mua sắm, để trải nghiệm nhé. Còn ở xa thì có thể đặt hàng online và shop sẽ ship tận nhà dành cho anh em nhé. Xbox Series X, Fantasy, Vader 4 Pro, Apex 4 hay thậm chí là cả PS5, những chiếc tay cầm mà anh em mua nhiều nhất để có thể về chơi apps online, những tựa game trên PC và laptop thì ở shop đều có đủ để phục vụ dành cho anh em nhé. Một tay cầm chơi game, ghé ngay shoptaycầm.com nha. Màu này rất đẹp anh em nhé. Chốt đơn.